Khi mà nói về những cái máy mà trong phân khúc giá từ 7 tới 10 triệu, tùy theo các bạn mua full box hay là mua mới á, thì mình chắc chắn là mình sẽ khuyên các bạn mua cái mẫu Xiaomi 13T ha. Thì trên kênh của TechLab cũng làm video về con 13T này rồi. Nó là một con rất là toàn diện, vừa về thiết kế đẹp, vừa có ống kính Leica, vừa có một cái cấu hình rất là xịn trong phân khúc luôn, có thể nói là best trong tầm giá. Tuy nhiên con này thì đối với một số người nhất định thì nó sẽ không quá là đúng nhu cầu, đặc biệt là những bạn nữ ha, cần một chiếc máy mỏng, nhẹ, gọn và selfie đẹp, thì con này thì nó hơi bị men một chút. Như các bạn cũng thấy đó là nó rất là dày và nó cũng không có được nữ tính lắm. Thì trong tầm giá từ 7 đến 10 triệu, trong tầm giá từ 7 tới 10 triệu còn một cái sự chọn nào khác hay không? Thì hôm nay mình xin gửi đến bạn. Đây, chính là chiếc máy này. Trên bàn mình đây chính là mẫu Vivo V29 ha. Thì ở thời điểm hiện tại thì Vivo đã ra mắt phiên bản Vivo V30 rồi, nhưng mà cái máy đó thì ở phân khúc giá lên tới 13 triệu đồng lận. Còn ở đây, hôm nay cái máy mình mua được có mức giá chỉ rơi vào khoảng 8 triệu đồng mà thôi. Rồi, hãy cùng mình tìm hiểu với mức giá 8 triệu đồng các bạn sẽ được gì và mất gì với mẫu Vivo V29 này nha. Đầu tiên là về mức giá của cái mẫu Vivo V29 ha, thì như mình có nói lúc đầu thì cái máy này mình mua được với mức giá là 8 triệu đồng. Thì cái mức giá này là dành cho một chiếc máy full box gần như là mới và còn bảo hành chính hãng lên tới 10 tháng. Thì trong những cái video lần trước khi mà mình đã chia sẻ cho các bạn cách là để mua những chiếc máy Xiaomi 11T, Xiaomi 12T Pro đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn ha. Thì không chỉ là những cái cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài họ mới bán hàng cũ hay là hàng xách tay thì mới có hàng cũ nha. Ngay cả những đại lý chính hãng lớn chẳng hạn như là Thế Giới Di Động, FPT hoặc là Cellphone thì họ vẫn có một cái tùy chọn là mua hàng cũ. Chẳng hạn như đây là mình vô bên của Thế Giới Di Động. Khi các bạn mà vô cái website của Thế Giới Di Động ha, thì các bạn sẽ thấy cái mục gọi là máy cũ giá rẻ. Đây mình sẽ nhấn vào cho bạn coi, nhấn vào khu vực điện thoại và các bạn có thể chọn được là khu vực sống của các bạn, chẳng hạn như là Hà Nội hoặc là các tỉnh khác. Hãng ở đây thì các bạn có thể chọn theo tầm giá, chọn theo hãng, nhưng mà ở đây mình chọn luôn Vivo để mình lọc cho các bạn coi luôn. Và ngay từ trên đầu các bạn sẽ thấy là cái dòng máy Vivo V29 5G với mức giá là từ 6 triệu 130 nghìn đồng. Thì cái mức giá này chính là cái mức giá thấp nhất mà các bạn có thể mua được ở Thế Giới Di Động ha. Cái này là có mặt ở Thế Giới Di Động Bình Định. Thì tại sao mà hồi nãy mình nói mình mua dưới mức giá là 8 triệu? Bởi vì tùy theo tình trạng máy còn sạc hay là không còn sạc, có trầy xước hay còn bảo hành hết bảo hành mà cái mức giá nó khác nhau. Và còn theo màu nữa, chẳng hạn như cái phiên bản mình mua là phiên bản màu tím thì mức giá nó sẽ cao hơn phiên bản màu đen. Đó, thì mình mua được cái máy này ở với mức giá là 7 triệu 940 ngàn ha, như bạn cũng thấy ở đây. Rồi, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta là mẫu Vivo V29 ở đây. Thì đây một cái mẫu máy còn hợp rất là nguyên vẹn luôn. Nếu như mà mua về mà tặng người nhà thì các bạn sẽ thấy là nó gần như là mới luôn. Đó, chúng ta vẫn còn một cái miếng siêu màn hình ở đây. Cục sạc vẫn còn y nguyên, chưa tháo lớp siêu bên ngoài luôn. Còn cái ốp lưng thì không có chày xước, gần như không có dấu hiệu sử dụng. Nói chung thì tiền nào giá đó thôi. Nếu như các bạn mà mua với mức giá khoảng chừng 6 triệu mấy thì có thể là nó sẽ bị trầy một chút ha. Rồi, cái lý do đầu tiên mà mình lựa chọn cái phiên bản này thay vì là con Xiaomi 13T mình nói ban đầu, đó là một cái thiết kế cực kỳ mỏng luôn. Đó, dạo gần đây thì các hãng Android đang làm một những chiếc máy nó khá là mỏng rồi, cho nên nếu như các bạn mà xài những máy mà nó na ná nhau như vậy thì các bạn sẽ không cảm nhận được cái độ mỏng của nó. Nhưng mà khi cầm một con mỏng hơn thật sự ở đây thì các bạn sẽ thấy nó lệch hoàn toàn luôn. Đây mình đang có một cái mẫu Vivo X100 Pro và đây là mẫu V29 mình đặt cạnh cho các bạn coi, thì các bạn cũng thấy là bên đây nó mỏng hơn hẳn và nó nhẹ hơn hẳn luôn, cầm trong tay nó cực kỳ thích luôn. Đó. Chính vì vậy cái mẫu máy này sẽ dành rất là phù hợp dành cho các bạn nữ ha, những bạn nào mà thích sự mỏng nhẹ gọn gàng, còn những cái máy khác tuy là nó mạnh hơn, nó đã hơn nhưng mà nó dày quá xài không thích thì V29 là một sự lựa chọn dành cho các bạn. Đó. Đây là phiên bản màu tím và có cái sự gradient nhẹ từ cái phần màu tím sang màu trắng ở đây, nhìn cực kỳ đẹp mắt luôn. Tới cái phần viền của máy thì cái phần viền này mình thấy là nó làm mỏng và nó được mạ bóng và gần như là tiệp màu với phần mặt lưng. Tuy nhiên cần phải lưu ý các bạn là cái này nó vẫn làm từ nhựa nha, chỉ có hai mặt trước và sau là làm từ kính mà thôi. Rồi, cảm giác cầm nắm thì ổn. Tuy nhiên chính vì nó mỏng quá cho nên sẽ dẫn đến một việc là khi mà bạn cầm lâu quá thì có sẽ hơi bị cứng tay nhẹ một chút xíu, thì các bạn có thể khắc phục tạm bằng cách là có thể xài một cái ốp lưng ở đây.
này mình đeo thử ốp lưng cho bạn coi, nhìn rất là ổn luôn. Đó thì nói chung là với phiên bản Vivo V29 này thì các bạn cũng không nên xài những cái ốp mà che hết cái mặt lưng ha, mất hết cái vẻ đẹp của nó. Rồi, như bạn cũng thấy á, thì cái mẫu máy Vivo V29 này có một cái màn hình kích thước là 6.78 inch, tấm nền thì là AMOLED, độ phân giải là 1.5K và kèm theo đó là tần số quét 120Hz ha. Thì nhìn chung đối với một cái máy mà ra mắt vào năm 2023 thì cái màn hình này có thể nói là một màn hình flagship luôn rồi, bởi vì độ sáng màn hình nó cao. Theo thông số mà nhà sản xuất đưa ra thì nó là trên 1000 nits thì vừa đủ xài trong điều kiện trong nhà. Bên còn nếu mà trong điều kiện ngoài trời thì đủ để các bạn có thể nghe, gọi, nhắn tin và đọc được tin nhắn thôi. Còn đối với cái việc mà giải trí ở ngoài trời thì mình thấy không nên, chỉ là nên xài tốt nhất ở trong nhà thôi ha. Ngoài ra thì cái giao diện FinTouch OS này kết hợp với màn hình 120Hz thì trong quá trình mình trải nghiệm khoảng 3 ngày qua thì mình cảm thấy là không có một cái gì lăng tăng cả, rất là mượt mà trong việc ra vào các ứng dụng. Nhưng mà do là mình đã từng làm cái phiên bản gọi là Origin OS ở trên cái phiên bản Vivo X100 rồi thì cái FinTouch OS này giống như là một phiên bản rút gọn vậy đó, nó vẫn hơi chán hơn mà ít mượt hơn một chút so với Origin OS ha. Đánh đổi lại thì đây là phiên bản chính hãng quốc tế rồi, cho nên là sẽ đầy đủ ứng dụng của Google và không hề bị chậm thông báo gì hết. Rồi về cấu hình của cái máy này thì sao? Thì nếu như mà các bạn là một chip thủ đi, các bạn mà so sánh ngay với cái phiên bản gọi là cạnh tranh trực tiếp với nó là cái Xiaomi 13T á, thì nó thua hoàn toàn luôn. Cụ thể là nó sở hữu một con chip là Snapdragon 778 5G, kết hợp với đó là RAM 12GB và bộ nhớ trong là 256GB. Đây, nhà sản xuất có tích hợp sẵn bên trong cho các bạn coi được luôn cái cấu hình của cái máy này. Như bạn cũng thấy thì nếu như mà so với con chip mà Dimensity 8200 ở trên mẫu Xiaomi 13T á, thì nó sẽ bị thua thiệt khá là nhiều về mặt hiệu năng ha, đặc biệt là khi các bạn chơi những tựa game mà đòi hỏi cấu hình nặng, chẳng hạn như là Genshin Impact hoặc là PUBG Mobile Max Setting, thì cái mẫu máy này nó sẽ không mạnh bằng đâu. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, không phải ai cũng là một người cần một cái hiệu năng nó quá khủng như vậy. Cái quan trọng đó là cái máy này sinh ra dành cho những người thích chụp ảnh selfie, thích chụp ảnh chân dung bằng cái camera sâu và một cần một cái máy mỏng nhẹ, nhất là hội chị em phụ nữ, cho nên là chỉ cần một con, có khi họ sẽ không quan tâm đến con chip nó tên gì đâu hoặc là nó mạnh đến cỡ nào đâu, miễn sao là khi họ mở máy lên như mình cảm đây, nhấn vào cảm biến vân tay rất là nhạy vô tới bên trong, vuốt qua vuốt lại các ứng dụng vào Facebook, vào Zalo hay là vào Instagram, nó mượt như vậy là đủ rồi đó. Ngoài ra cái họ quan tâm chính là cái camera và cái dung lượng bộ nhớ trong. Thì đối với cái dung lượng bộ nhớ trong 256GB này thì các bạn có thể thoải mái chụp ảnh, quay video, selfie tự sướng các thể loại mà rất lâu sau thì mới lo sợ hết dung lượng bộ nhớ ha. Rồi, điểm cuối cùng trong cái cấu hình đó chính là về pin. Thì cái mẫu máy này có viên pin là 4600mAh, kết hợp với đó là sạc 80W. Đó, thì đối với một cái máy mà thân hình nhỏ gọn như thế này á, thì chúng ta sẽ không nhét được cái viên pin 5000 đâu. Nhưng mà mình thấy là 4600 cũng là một mức khá là ổn rồi. Đặc biệt là khi mà chúng ta đã có sạc nhanh 80W thì sẽ mất rơi đâu ở đó khoảng chừng 1 tiếng 5 phút là mình có thể sạc đầy cái mẫu máy này từ mức 2% pin rồi ha. Nói chung là xài thoải mái. Còn thời lượng on screen đó thì do máy này cấu hình nó cũng không quá là mạnh, và giống như là mình dùng cái máy này để chơi game nhẹ nhàng, coi YouTube, coi Netflix và lướt web này nọ thôi, thì mình thấy là nó trụ được khoảng từ 5 cho tới 6 tiếng on screen ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tới với cái yếu tố mà ăn tiền nhất ở trên con Vivo V29 này, mà lúc mà nó mới ra thì nó rơi mức giá rơi vào khoảng 13-14 triệu đồng hay gì đó. Thì lúc đó mình thấy là nó hơi đắt một chút, nhưng mà đối với tầm giá vậy thì mình thấy nó ổn ha. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ thấy đằng sau chính là cái phần cụm camera rất lớn ở đây ha. Thì chúng ta sẽ có hai cái camera, một cái camera chính độ phân giải là 50MP kết hợp với một cái camera góc siêu rộng là 80MP và cuối cùng là một cái camera phụ 2MP mà thôi. Nhưng mà cái đặc biệt ở đây là các bạn sẽ thấy ngoài cái cụm đèn LED ở đây giúp cho các bạn hỗ trợ chụp sáng, giúp cho các bạn hỗ trợ các bạn trong việc chụp đêm, thì chúng ta có một cái đèn Aura ở đây. Đó, cái đèn Aura này nó mình thấy nó khá là hay ha. Các bạn có thể chỉnh được đây, mình sẽ mở lên cho các bạn coi luôn. Đây, các bạn cũng thấy đây, mình đã mở cái đèn ở đây. Thì cái đèn này chúng ta có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ ca của nó. Các bạn muốn cái tông nó vàng hơn, các bạn muốn tông nó xanh hơn, tùy theo cái góc chụp của các bạn thì các bạn có thể tự động chỉnh được. Thì theo mình trải nghiệm thử thì cái đèn này
nó sẽ hỗ trợ chụp tốt hơn rất là nhiều so với cái đèn flash LED ở đây. Gần như các bạn thấy không, trong hầu hết tất cả những máy Android trong khoảng chừng 5-6 năm trở lại đây á, có rất là ít những reviewer mà họ dùng đèn flash này để chụp, bởi vì nó có để chống cháy mà thôi, chứ nó thật sự không có tác dụng gì hết. Các bạn mà chụp ban đêm mà dùng cái đèn flash này nè, nói chung là nhìn nó rất là xấu ha, không ai xài cả. Nhưng mà cái đèn này thì ngược lại ha, nó giúp cho việc nâng tông da lên và kết hợp với thuật toán AI ở trên cái mẫu Vivo V29 này á, thì nó sẽ giúp cho việc selfie vào ban đêm nó trở nên tốt hơn. Rồi, không chỉ là cái camera sau chụp chân dung tốt mà cái camera trước chụp cũng rất ổn nha. Cái camera trước có độ phân giải lên tới là 50 megapixel luôn. Đây mình sẽ thử mở cho bạn coi. Thì nó không chỉ cho các bạn là một góc chụp mà các bạn có tới 3 góc chụp khác nhau, là góc 1x, góc 0.8x và góc cận là 2x ha, cho các bạn có thể là tùy góc chụp với một người hay chụp với nhiều người các bạn có thể tận dụng được. Thì trong quá trình mình trải nghiệm với camera này á, thì cái thuật toán làm đẹp da của AI mình thấy rất là hiệu quả ha, nó không bị quá đà. Tất nhiên ở cái chế độ mặc định thôi, các bạn có thể nâng cái mức độ xóa nếp nhăn, xóa tàn nhang, làm đẹp khuôn mặt lên mức tối đa, nhưng mà mình thấy ở cái mức mặc định của nó thì đủ đẹp rồi. Nó làm cho mặt khá là tự nhiên ha, và khi mà mình dùng cái camera này mình selfie mình hoàn toàn tự tin luôn, là trong điều kiện trong nhà ngược sáng hay đủ sáng thì nó đều hoàn thành rất là tốt những cái vai trò của nó. Rồi, và vậy thì chiếc máy này có những còn tồn động là những cái nhược điểm gì? Thì như mình nói ban đầu, cái nhược điểm về chip xử lý ha, nếu như mà các bạn cần một cái máy mà đủ mạnh để các bạn có thể chiến mọi loại tựa game và mượt mà nhất có thể, thì tất nhiên mình vẫn khuyên các bạn qua cái mẫu máy Xiaomi 13T hoặc là những mẫu máy khác có con chip nó mạnh hơn, chẳng hạn như Dimensity 8200 hoặc là Snapdragon 7S Gen 3 hay là 7 Gen 2 gì đó, thì sẽ ok hơn con 778G này. Con này nó hơi lỗi thời một chút xíu. Cái điểm thứ hai đó chính là nó tới thời điểm hiện tại thì nó vẫn chỉ có một cái loa đơn ở đây. Thì cái này là một cái điểm gọi là điểm trừ rất là lớn trên mẫu Vivo V29 này ở thời điểm nó ra mắt luôn. Với một cái mức giá niêm yết rơi vào khoảng 13 triệu đồng thì chỉ có một cái loa đơn là một cái điều không thể nào chấp nhận được ha. Chúng ta phải có hai loa thì nó cân bằng, nghe thì nó sẽ ổn hơn. Rồi, tóm gọn lại về cái mẫu Vivo V29 này thì mình đã mua về và làm thử cho các bạn xem để các bạn thấy là trong tầm giá từ 6 cho tới 8 triệu thì nếu chúng ta cần một chiếc máy mà nó mỏng nhẹ, nó gọn gàng, mặt lưng cực kỳ đẹp, hướng tới đối tượng người dùng là phụ nữ, đặc biệt là thích selfie bằng cả camera trước, chụp chân dung bằng camera sau, thì Vivo V29 là một sự lựa chọn dành cho các bạn ha. Và như mình có nói ngay từ đầu video, nếu như các bạn mà có thời gian hoặc là có tìm hiểu một chút xíu, các bạn hoàn toàn có thể sở hữu một máy này với một giá cực kỳ thấp ngay tại những đại lý chính hãng như là Thế Di Động hoặc là Cellphone.net luôn. Thì các bạn nào mà có câu hỏi liên quan tới mẫu Vivo V29 này á, thì hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.